Vibro. Rồi, qua bên Phật lại chút xíu ha. Còn em nghe thấy thoải mái cái lỗ tai hơn so với lại lúc đầu không? Dạ. À, nó bắt đầu có sự sắp xếp và có tính chuyên nghiệp ở trong này. Đúng chưa rồi này? Đâu đó Phật đang. Mình chưa làm gì đến chữ master hay gì đấy. Tiếp vào máy luôn. Ổ cứng chắc không hết. Chắc không hết đâu. Ok. Cứng tê rồi mày. Quay dài không biết là người ta coi có nổi hay không. Ít ai coi, ai cảm thấy không. Thấy bổ ích thì họ sẽ chăm chú. Không, thầy thêm vô cái khóa học của thầy nhé, chẳng người ta coi được. Khóa học hả? Khóa học thì... Rất riêng. Đúng rồi, chỉ có những bạn nào mà thực sự quan tâm thì mình mới chia sẻ cái này thôi, tại cái này cũng nội bộ. Phần này ha, phần này thì epic. Epic. Đây cũng là một cái mix nè, nhưng mà cái này em đang chọn cái sao gì á, chưa hiểu. Lâu thế thấp, là 2 vậy. Do chọn sao chưa đúng thôi, có thể chọn sao lại ha, chọn lại một bộ lại, cùng vô trong một orchestra luôn. Đi là hàng ngàn tỷ đồng. Ok. Ok. Kiếm cái snare nữa không? Snare. Hai cái bay này nó hơi cinematic kiểu epic xíu. Yeah.
có không? Chưa đâu, chế rồi nó ba tùm la luôn. Vô rồi đó. Nó đúng sao, phải kiếm đúng sao. Chứ không nghe cái kia nó chuối. Thoải mái sáng tạo. Làm cái nào kéo được. Đúng không? Đó là có chất liệu rồi thì mới sáng tạo được thôi. Luôn. Mình đang mix mà mình bay qua mình làm luôn. Thường đánh cái đó là quả máy nhỏ để nó thăm. Cái nói thôi.
Dạ. Giờ biết làm khúc này rồi đó. Bữa giờ cứ suy nghĩ mà không làm được. Biết làm suy nghĩ mà không làm được. Xèo lô ha. Hai cây đũa. À, đúng không? V-Bro.